Kim Điện hay đền thờ Dát Vàng trong khu du lịch Đại Nam không những đẹp bởi sự xa xỉ và hoành tráng, mà trong đó còn chứa đựng nhiều thứ độc đáo, kỳ lạ như bông hoa nở trên đá, thu hút ánh mắt của nhiều du khách ghé thăm. Kim Điện được Trung tâm Sách Kỷ lục công nhận là đền thờ lớn nhất Việt Nam. Bên trong và ngoài được dát vàng 24K, ước tính giá trị lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Trong số các vị Đức Phật, vua Hùng, mẹ Âu Cơ, vua Trần Nhân Tông thu hút nhiều du khách tham quan, thì ông chủ khu du lịch Đại Nam trưng bày trang trọng giữa Kim Điện đó là hòn đá nở hoa, trở thành điểm nhấn ấn tượng. Viên đá đen nặng khoảng 10 kg, trên khe nứt tự nhiên mọc ra một bông hoa trắng muốt, không có nụ. Những sợi mảnh mai của bông hoa mọc tua tủa, sắc nhọn, có chiều dài từ 5 đến 8 cm, ông trùm hoa tuyết ở miền băng giá. Viên đá đen được trưng bày trong lồng kính trong suốt, không tiếp xúc với không khí, ánh sáng trực tiếp. Du khách dễ dàng chiêm ngưỡng bông hoa có 102 này. Theo ông Dũng Lò Vôi, bông hoa mọc trên đá đó chính là hoa ưu đàm, loài hoa nghìn năm mới nở một lần. Tuy nhiên, bông hoa nở trên đá của đại gia Dũng Lò Vôi chưa là gì so với một người trú ở thành phố Hồ Chí Minh khi sở hữu vật giống như ông chủ khu du lịch Đại Nam nhưng có nhiều bông hoa hơn.